Ok, xin chào tất cả anh em nha. Hôm nay mình sẽ tuyển mấy em châu mâu mới bằng cách đấu thử với châu mâu tốt xem em thử như nó thế nào. Hả? Đề thi Tân màu lòng đẹp thì mới về cho mai thì nó đậu đây rồi nó tỉnh nó bãi bốn tắm chứ đậu. Đi đấu hay cùng là đi chịu nó là anh có món hot hay hơn đấy bộ chị chơi mà nó thắng rồi là con bắt đầu im cục lên nó thua rồi đúng con may sớm đưa ra đấu im luôn đứng đầu chị chơi hot còn tốt nghĩa có hot như không không bạn hãy là quái thôi nhé quái thôi.